Hello, em lại kính chào toàn thể bà con, cô bác, anh em chị em làm máy nông nghiệp. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục đưa một xe đây những cái sản phẩm cày chảo cũng như là bánh bấm của bên cơ sở cơ khí nông nghiệp Phú Hải đến với bà con, những anh em đã đồng hành cũng như là tin yêu và yêu mến cái sản phẩm của em cũng như là cái thương hiệu Phú Hải của em. Thì ngày hôm nay thì em đưa sang bên vùng đất Chí Linh Hải Dương cộng với lại Kim Thành Hải Dương hai dàn cày 5 chảo, hai đôi bánh bấm cho máy 3218 và hai dàn cày 4 chảo em lên đường cho máy 22 HP và một chiếc máy 24 đến 26 HP. Các bác khách ở bên Hải Dương thì nói chung là ở bên đấy thì cũng khá là nhiều những anh em đóng cày bừa và cũng khá là nhiều những anh em chuyên sản xuất về dòng cơ khí nông nghiệp giống như em đây, nhưng mà do nhu cầu cũng như là cái duyên của các bác không tới được với lại các anh em cũng như là các vị khách hàng bên đấy, thì các bác vượt đường xá xa xôi từ Chí Linh Hải Dương sang với cơ sở chúng em để đóng cho mình cũng như là đặt cho mình những cái sản phẩm cày chảo cũng như là bánh bấm để về phục vụ cho cái công vụ, phục vụ cho bà con tăng gia lao động sản xuất cũng như là phục vụ cái nhu cầu và cái yêu cầu của mình. Ngày hôm nay thì với cái chất lượng được cải tiến rất là nhiều sau những năm đã qua và những kinh nghiệm tích lũy được trau dồi khi chúng em đi test cày và trải nghiệm cày ngoài đồng, thì đến giờ phút này đây những cái dàn cày bên em đã gần như là hoàn thiện đến có thể nói rằng là 100%, nên là khách hàng cũng như là bà con khi sử dụng sẽ yên tâm và không phải lo lắng gì cả. Sản phẩm bên em thì bảo hành một đổi một, bảo đảm cho anh em là sử dụng ngon lành, ok anh em ưng ý đàng hoàng thì mới phải thanh toán, còn anh em không ưng ý anh em không có quyền mua đấy. Em cứ trao đổi nói rõ luôn trên video như thế để anh em khi mua hàng của em, anh em hoàn toàn là có cái sự tin tưởng và có cái sự lựa chọn cho mình. Toàn bộ khung cày của nhà em đây thì được sử dụng bằng khung hộp vuông 8, gọi là V8, em ghép hộp hàn vào. Và lưỡi chảo thì hoàn toàn 100% nhập ngoại. Lưỡi này thì em sử dụng lưỡi có thể là của Australia hoặc là của Ấn Độ đấy. Đối với dòng cày ruộng thì anh em sử dụng lưỡi này là quá ok rồi. Còn anh em mà có nhu cầu sử dụng về dòng cày phá lâm, dòng cày bãi, dòng cày đồi thì anh em sử dụng cho em là lưỡi Pháp, lưỡi Mỹ, lưỡi Tây Ban Nha, Canada, những dòng lưỡi cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, thì anh em vào đá, vào gốc các thứ thoải mái luôn. Mỗi lần em lên video như thế này thì kính mong bà con, cô bác ai quan tâm đến video cũng như là sản phẩm bên em thì cho em một nút đăng ký để chào đón các cái video tiếp theo để em giới thiệu sản phẩm, review sản phẩm. Và như em nào mà đã sử dụng sản phẩm của em, anh em cảm thấy ưng ý, hài lòng thì anh em cho em một tim, một like để cho cái độ tương tác của bên em nó luôn luôn gắn liền với anh em. Xin chân thành cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian của mình theo dõi video của em. Kính chúc anh em thật nhiều sức khỏe. Thân ái hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chào đón các video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ở đây còn 4 cái bánh lái cho chốt lên nữa. Ôi em kết thúc video em cho bánh lái lên để cho xe chạy cho kịp giờ. Bởi vì ngày hôm nay sao đầy một xe này thì nó khá là mất nhiều thời gian. Thế nên là em phải tranh thủ từng phút